Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài thơ Buổi sáng nhà em, tác giả Trần Đăng Khoa. Ông trời nổi lửa đằng đông, bà xuất vấn chiếc khăn hồng đẹp thay. Bố em xách điếu đi cày, mẹ em tát nước nắng đầy trong khâu. Cậu mèo đã dậy từ lâu, cái tay rửa mặt cái đầu nghiêng nghiêng. Mụn gạo tắt như điên, làm thằng gà trống thuyền thuyên một hồi. Cái nhà đã tỉnh giấc, rồi. Đàn chuối đứng vỗ tay cười vui sao, chị che chải tóc bên ao. Nàng mấy áo trắng ghé vào soi gương, bát nồi đồng hát bùng bong. Bà trồi lệch quẹt lom khom trong nhà. Buổi sáng ngày xưa là vậy. Buổi sáng của mình không giống trong bài thơ đâu. Thế còn các bạn, buổi sáng của các bạn thế nào? Hẹn gặp lại các bạn trong bài thơ nhé. Bye bye.